Hello mọi người. Ok, có nhiều anh chị em hỏi trên chứ. Anh chị mua nhà cho thuê rồi đó, nhưng mà anh chị không biết là nên cho thuê giá bao nhiêu. Khi mà mình đóng một cái vai trò mình là cái nhà đầu tư á, thì mình phải có lời thì mình mới đầu tư được. So, Trên chỉ mọi người cái cách nào trên thị trường đó, phải nhắm tùy tiểu bang, phải nhắm tùy cái thành phố, cái mức tối thiểu là chấm 75% của cái giá trị của căn nhà sẽ là cái giá cho thuê hợp lý thấp nhất chấp nhận được đối với một người đầu tư bất động sản. Còn tốt á, là 1%, cái tiền rent nó phải là 1% của cái giá trị căn nhà mình đang có. Alright, nó ví dụ như thế này nè, trên có ba cái con số, có căn nhà của trên 200 ngàn đi, thì giá cho thuê của trên á là bao nhiêu? Lấy cái 200 ngàn đó nhân cho chấm 0,075 là 1,500, ít nhất thấp nhất có thể chấp nhận được. Mình có thể tùy căn nhà nó còn mới, mình bỏ nhiều tiền quá và trong cái khu cũng ngon lành thì mình đăng lên là 1,650, hoặc là mình offer thêm là tôi bỏ máy giặt máy sấy nữa thì thêm mỗi 50 đồng 75 đồng mỗi tháng nữa, ví dụ như thế. Mình có nhiều cái option lắm mọi người. Nói chung á, mình cá nhân mình cũng vậy, mình bỏ nhiều công sức và tạo nên một cái sự không gian rất là thoải mái cho một cái người mướn nhà mình đó. Mình cũng chọn người nha, nhớ chọn người là một cái video khác nha, nhưng mà trên nói về cái bổn phận của mình, cái trách nhiệm của mình là một cái người landlord, là một người cho thuê nhà làm ăn mà. Càng trau chuốt căn nhà đó, càng làm cho nó nice, là bao nhiêu tiền họ người ta cũng trả hết, đúng không? Còn nếu mà mình một cái nhà basic, sơn thì không mới, floor cũng không mới, cái nền cũng không mới, cái mái nhà cũng không mới, cái AC cũng không mới, cái gì cũng trục trặc mà cũ 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 như vậy, thì 1,500 là ok. Lên 1,650, lên 1,800 cũng được, đúng không? Tùy, nói chung là mọi người flexible, linh động. Cái nhà 300, lấy con số 300, mọi người cũng nhân cái con số này là tối thiểu cái mức giá cho thuê trên thị trường mọi người phải có được thì mọi người mới đầu tư cái căn nhà đó. Được chưa? Chứ không phải mình muốn đăng bao nhiêu là mình đăng, không phải như thế, mà mình phải có một cái người realtor, một cái người mà làm môi giới, họ phải rất là kinh nghiệm và họ có thể run cho mình những cái market rent trong cái khu vực nhà mà mình mua. Mình cũng nhân là 0,0075 thì nó sẽ ra là 2,250. Đó là tối thiểu là cái giá cho thuê trên thị trường của căn nhà đó. Ok, nhớ nha. Nhà 400 cho thuê bao nhiêu? 3,000. Sướng không mọi người? Nhà 500 ngàn thì 3,750 là cái giá thấp nhất mọi người có thể cho thuê được. Ok, rồi. Có nhiều anh chị em nói, ồ chị định tới Texas để mà đầu tư mua nhà cho thuê nhưng mà chị thấy thuế cao quá. Nhưng mà thực ra mà chị biết không, khi mà tiền thuế là một cái chi phí cao như vậy, thuế rất cao như vậy đó, nhưng mà nhu cầu thuê nhà đó nó cao. Và khi nhu cầu cao như vậy thì sao? Cái tiền rent nó cũng cao. Khi mà tiền thuế có, chi phí có, nhưng mà tiền rent nó lấp qua rồi thì tại sao mình lo quá như vậy? Vấn đề bây giờ là mình cần phải trau chuốt về cái sự hiểu biết, cũng như là mình đến trực tiếp với cái nơi mà mình muốn đầu tư để mình tìm hiểu, mình tham quan, mình tham khảo rất là nhiều người khác nhau và mình chọn sáng suốt một căn, hai căn, ba căn, 10 căn gì đó tại cái nơi mà có cái nhu cầu cho thuê cao nhất. Và khi mà đăng lên là mấy chục người đăng ký thuê cái nhà đó của mình, nên nó sẽ là vấn đề mình đủ cái sự khôn ngoan, đủ tỉnh táo và đủ kiến thức để mình chọn hay là không. Tiền thuế nó không phải là vấn đề, thực sự là đối với Trên là như vậy. Thực ra tất cả những cái căn nhà Trên có tại Texas, mọi người biết không, tiền rent là cái tiền thu về rất cao và chi trả cho những cái thuế má này kia, bảo hiểm, Trên đâu có phải phải bỏ tiền túi ra mà trả tiền thuế đâu mà mọi người phải lo, đúng không? Nên đi làm ăn nó phải có cái này cái kia, nó phải chấp nhận cái chi phí để mình có được cái cao hơn. Rồi Florida hoặc là Texas hoặc là cái tiểu bang nào khác, ok, có những cái market rent, cái vùng mà có cái giá trị cho thuê nhà nó cao. Chứ còn những cái khu vực nào mình đầu tư, mình phải nắm được cái khu vực đó. Để nắm được cái khu vực đó cần phải liên lạc với những người realtor địa phương, là những người sẽ có kinh nghiệm chuyên môn, chọn những cái người giỏi làm việc cho mình. Alright. Rồi, có bất kỳ câu hỏi gì cho Trên biết nha. Bye mọi người.